Xin chào các bạn yêu mây bán, mình là Tisu Shop, hiện đang phát trực tiếp trên kênh YouTube của mình tại Phan Thiết. Bây giờ là cái mẫu thứ hai trong chương trình ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cùng với tất cả các bạn, đó là cái mẫu áo hai dây bèo eo và bèo lai. Bộ này là bộ mặt nhà các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong cái phần thiết kế. Chùm vai cho mình 4 phân. Lấy qua cho mình là vai chia cho 2, hạ vai là vai chia cho 10 cộng 0,5. Cổ chia cho 5. Các bạn sẽ xuống cho mình hạ ngực 18, 19, 20. Hạ eo là 34, 35, 36. Các bạn sẽ lấy cho mình cái phần ngực này là ngực chia cho 4 cộng 1,5. Eo chia cho 4 các bạn cộng cho mình 1,5 và mông chia cho 4 các bạn cộng cho mình là 3. Thì chúng ta sẽ vẽ được cái đường sườn áo ở đây. Này các bạn lùi vào cho mình 5 phân và cái phần dây này các bạn sẽ kéo xuống cho mình đoạn này là từ 10 đến 12 xăng tùy theo các bạn muốn mặc cái áo của mình là cái dây thấp hay là dây cao và các bạn sẽ nối phần này về. Và chúng ta sẽ vẽ được cái phần nách tay ở đây ha. Và cái áo này á, thì các bạn sẽ chia đôi cho mình cái phần hạ eo và các bạn sẽ lên bắt đầu từ hạ eo vuông góc lên, các bạn lên cho mình 4 phân và các bạn đánh cong qua và chúng ta sẽ có được cái đường dài của cái phần áo và các bạn sẽ kéo dài cái phần này ra ha, tăng lên cho mình gấp đôi và sau đó các bạn sẽ may rút dúng. Đó, thì chúng ta sẽ được cái phần thân sau. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cho cái phần thân trước. Bạn lấy cho mình vai chia cho 2, hạ vai là vai chia cho 10 cộng 0,5, cổ chia cho 5. Và các bạn cũng sẽ lấy cái bề ngang và chúng ta có được cái phần bề ngang của áo thì các bạn lấy cho mình ngực chia cho 4 cộng 2,5. Eo chia cho 4 cộng cho 2,5 và mông chia cho 4 các bạn cộng 3. Phần này các bạn lùi cho mình 7 phân, dựng vuông góc xuống và chúng ta sẽ ra ở đây từ 10 đến 12 xăng. Và các bạn sẽ đánh cong phần này vô thì chúng ta sẽ có được cái phần nách của cái phần thân trước. Và cũng chia đôi cho mình cái đường ngang eo. Từ đây các bạn dựng vuông góc và lên cho mình 3 phân thì chúng ta sẽ có đường cắt rã. Và đường cắt rã này các bạn sẽ kéo ra phía ngoài này tăng gấp đôi. Sau đó các bạn sẽ là gì? May rút dúng. Thì chúng ta sẽ được cái kiểu áo như hình. Được không ạ? Cái tiếp là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta thiết kế cái quần. Ở đây thì mình sẽ thiết kế cho các bạn cái quần là hai ống nó sẽ chung với nhau, mình không có cắt rã ra hai đường này, đường gấp đôi. Bạn sẽ lấy cho mình là mông chia cho 4 cộng cho mình là từ 6 phân. Ở trên này các bạn mông chia cho 4 cộng 2 nối về, dựng vuông góc. Rồi cái phần thân sau á, các bạn sẽ cũng để như thế này luôn, đẩy lên cho mình 2 phân, đẩy lên cho mình 2 phân và các bạn sẽ đẩy ra đây cho mình 1 phân và từ đây các bạn ra cho mình là bằng mông chia cho 10, các bạn trừ đi cho 2 và chúng ta nối về đây 2 phân. Thì chúng ta sẽ ra được cái phần quần. Nhưng mà khi chúng ta cắt á, thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ cắt cái phần thân trước với thân sau nó không bằng nhau, nhưng mà nó vẫn là đường gấp đôi ở đây. Lưu ý giùm mình nha. Và chúng ta sẽ có cái phần bèo. Bèo của cái quần thì nó sẽ có chiều dài á, là các bạn sẽ cắt cho mình là vải xéo nha, cắt cho mình vải xéo và nó có chiều dài. Mình sẽ ghi đây. Dài thì nó sẽ bằng 2 lần ống. Và rộng thì các bạn sẽ lấy cho mình là 4 xăng.
Đó. Thì chúng ta vừa hoàn thiện cái bộ mặt nhà 1540 này. Cái mẫu hai dây này thì nó cũng khá là đơn giản, không có phức tạp lắm. Thì cái cách may cái mẫu này các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ may rút dúng cho cái phần bề ngang của cái phần thân. Sau đó chúng ta tra cái miếng rút dúng này vào cái phần thân trên. Kế tiếp là các bạn sẽ viền cho mình cái phần ngang cổ trước. Sau đó là chúng ta sẽ đo hai cái sợi dây này. Chúng ta sẽ cắt một cái dây viền lớn dòng từ trước ra sau. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta viền cho phần nách. Cuối cùng là các bạn sẽ may cho cái phần đường sườn. Đó là xong cái áo. Còn với cái quần thì may cực kỳ nhanh đơn giản luôn. Đầu tiên các bạn sẽ may rút dúng miếng bèo này. Sau đó các bạn sẽ may bèo vào trong lai. Kế tiếp là các bạn sẽ may cái đường sườn đáy. Kế tiếp nữa là các bạn sẽ lộn một cái ống quần ra mặt phải. Sau đó các bạn lồng cái mặt phải vô cái ống quần mặt trái. Thì chúng ta sẽ may đường sườn, sườn đáy, dòng đáy này à, chúng ta sẽ may dòng đáy này. Cuối cùng là các bạn sẽ tra dây kép, tra dây thun. Cái dây thun khi các bạn cắt á, thì nó sẽ là gì á, nhỏ hơn so với lại cái phần thân là 2 cm. Và các bạn nhớ là tất cả những cái mẫu này chưa có đường may, cho nên là các bạn phải là gì á, trừ đường may để cho gì ạ, chúng ta may. Lưu ý giùm cho mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi chương trình và luôn đăng ký kênh, like, share bài viết để ủng hộ cho Tisu ạ. Chúc các bạn cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và nhớ là gì ạ, quay trở lại sau 30 giây nữa cùng với mình ở mẫu thứ 3 các bạn nhé. Xin chào, cảm ơn.